Sau rằm tháng 11, hai con giáp đen như chó mực, tiền bạc đội nón ra đi, phá sản, vỡ nợ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống luôn tồn tại may mắn và xui xẻo, hai mặt đối lập nhưng lại luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. May mắn là điều ai cũng mong muốn có được. Ngược lại, xui xẻo thường gây ra nhiều rắc rối, tai họa. Bởi vậy, ai cũng muốn tránh thật xa. Tuy nhiên, không phải là cứ muốn là sẽ được. Sự may mắn hay xui xẻo thường đến vào những lúc không ai ngờ tới, nhất là sự xui xẻo. Theo quan điểm của tâm linh cho rằng, vận đen là sự việc đã được trời sắp đặt như một thử thách trong cuộc đời của mỗi người. Còn theo phong thủy thì cho rằng vận đen đến từ những vi phạm của gia chủ trong phong thủy. Hoặc theo tử vi học thì xui xẻo lại đến vào thời điểm mà 12 con giáp gặp những hung tinh chiếu mệnh. Theo đó, vào khoảng thời gian sau rằm tháng 11 âm lịch, sự đen đủi bắt đầu đeo bám hai con giáp này, khiến vận thế của những con giáp này đi xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán ra bại sản. Chắc hẳn quý vị và các bạn nghe đến đây cũng rất thắc mắc đó là những con giáp nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ sau rằm tháng 11 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Chia buồn với con giáp tuổi Tý, khi bước sang thời điểm sau rằm tháng 11 âm lịch, mọi thứ của bản mệnh đều tụt dốc nhanh chóng, công việc không được như mong đợi, đường tình duyên lận đận, sức khỏe đau ốm liên miên. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch của tuổi Tý, thời gian sau rằm tháng 11 âm lịch, nếu bản mệnh càng cố làm những công việc to, việc lớn càng dễ hỏng, do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng, còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Nhất là tính cả nể cần phải dẹp sang một bên, đừng có ai nhờ gì cũng làm mà không biết lượng sức mình. Nếu bạn không biết nói không thì có thể một vài chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Nguyên lệnh lâm thai, sự báo, đam mê, học hỏi không ngừng sẽ khiến chính những người tuổi Tý luôn cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê ập tới. Thế nhưng lúc này không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ. Bản mệnh có thể bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ giúp cả quá trình của bạn được định hướng rõ ràng. Các loại công việc, thời gian này trong năm 2020 là thời điểm lý tưởng để học tập và phát triển tư duy ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, có khả năng bạn sẽ nhận được lời mời tham gia hoạt động mang ý nghĩa vun đắp tinh thần vào nửa cuối tháng. Thậm chí, vào thời gian cuối tháng, một số sự kiện thú vị sẽ khiến bạn muốn nhìn sâu vào thế giới tinh thần và chiêm nghiệm về cuộc sống của mình. Để công việc được suôn sẻ hơn thì người tuổi Tý nên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc. Cuộc sống của bản mệnh trong thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo bạn xa khỏi guồng quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Nếu ai đó tò mò kế hoạch tài chính thì cũng đừng vội tiết lộ, hãy cứ giữ phong thái là con giáp khó đoán, bậc nhất. Chẳng ai có thể nhìn thấu để đảm bảo sự an toàn cho mọi việc mà bạn tiến hành. Chính tài ghé thăm cho thấy vận may thay đổi theo chiều hướng tích cực, tiền bạc đang về với con giáp tuổi Tý, biết nắm bắt lợi thế để phát triển việc kinh doanh, đầu tư. Vì thế bạn nên tập trung hơn trong việc gia tăng tài sản, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho việc rong chơi. Có thể một sự kiện màu nhiệm sẽ đẩy người tuổi Tý tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc trong tháng 11 âm lịch. Tuy nói là gặp may, nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Không ai ngoài bạn là người phân định ra đâu là khoản đầu tư nên tập trung và khoản nào nên cắt bỏ nếu cần. Sự dứt khoát là vô cùng cần thiết vì việc tránh lỗ cũng được xem là thành công trong kế hoạch đầu tư. Nhiều người còn được người thân cho tiền hoặc hỗ trợ tiền cho việc làm ăn hoặc tậu nhà, mua xe trong thời gian này. Hãy trân trọng lòng tốt và sự quan tâm của những người đó đang dành cho bạn. Để vận may không được vụt mất thì ngoài việc tập trung thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh, những vận hạn, từ đó mang lại may mắn, tài lộc kéo đến. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, đầu tư và kinh doanh trong thời điểm này. Thứ tư, mặt sức khỏe. Trong thời điểm sau rằm tháng 11 âm lịch, sao Thái Tuế hung tinh, dự báo có thể một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Tý không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Tử vi cũng cho thấy thời điểm này cũng tạo cho người tuổi Tý cảm hứng để trang trí, biến hóa không gian sống của mình. Việc này rất tốt vì có thể cải thiện tâm trạng của bạn và việc vận động thường xuyên như dọn dẹp nhà cửa cũng giúp bạn tránh xa lối sống thụ động, gây tác động tiêu cực tới sức khỏe. Ngoài ra bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi những hung tinh, tà ma và vận hạn trong tháng, đồng thời mang lại may mắn, cát khí và bình an cho bản mệnh. Quý vị thân mến, trong thời điểm sau rằm tháng 11 âm lịch sắp tới, tử vi cho thấy rằng ngoài tuổi Tý còn có một con giáp kém may mắn nữa, đó là tuổi Dậu. Nhìn chung đây được xem là thời điểm khó khăn đối với con giáp tuổi Dậu. Trong thời điểm này, bản mệnh sẽ gặp rất nhiều điều ngăn trở khiến bản mệnh khó thực hiện được mục tiêu của mình. Điều tốt nhất nên làm đó là hạn chế tối thiểu mức rủi ro có thể xảy ra. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Dậu cho thấy rằng sau rằm là thời điểm cực kỳ không thuận lợi đối với con giáp tuổi Dậu. Do ảnh hưởng của tương phá nên có thể vì một số tác động khách quan mà mọi việc không đi theo kế hoạch. Trong khi đó, bản mệnh quá chủ quan, cố chấp và cho rằng mình không bao giờ sai thì sẽ không có cơ hội cải thiện tình hình. Bên cạnh đó, có sự xuất hiện của thương quan là lời nhắc nhở để con giáp tuổi Dậu phải khôn ngoan hơn trong cách nhìn người nếu không muốn phạm sai lầm. Có những người tỏ ra đáng tin cậy, nhưng trong một hoàn cảnh nào đó họ mới lộ diện và bạn phải rất bất ngờ vì điều này. Là một người thẳng thắn và chân thành, bạn luôn mong muốn mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch. Khi phát hiện ra điều gì đó bất thường trong công việc, hãy chủ động trình bày với cấp trên để giải quyết triệt để vấn đề. Hơn nữa, bạn là kiểu người cần tâm sự với người khác khi không hài lòng về công việc. Thế nhưng, nếu mở lòng với những người không đáng tin cậy thì toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của bạn sẽ bị lệch lạc. Do đó, hãy lựa chọn người nghe vì không phải ai cũng có thể kể hết suy nghĩ của mình. Nhưng may mắn là bạn có khả năng cân bằng cảm xúc tuyệt vời đến mức phải ghen tị. Đồng thời, bạn cũng là người rất chu đáo và hào phóng. Bạn hiểu rõ những suy nghĩ của bản thân nên có vấn đề gì thì bạn cũng đủ tự kiểm soát tình hình sau đó. Thời gian này rất tốt cho việc bản mệnh tập trung phát triển trí tuệ bằng việc thu nạp thêm những kiến thức hay ho cho mình. Khi bạn hiểu rằng phát triển bản thân là việc còn quan trọng hơn cả việc tập trung kiếm tiền thì sẽ có ngày bạn gặt hái được thành công cho dù mục tiêu của bạn không phải là tiền hay công danh như bao người ngoài kia. Ngoài ra, để tăng cường may mắn, thuận lợi hơn trong sự nghiệp, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi những hung tinh, tà ma và vận hạn, đồng thời mang lại may mắn, thuận lợi và chiêu mời quý nhân phù trợ giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp. Thứ hai, mặt tài lộc. Xét về đường tài lộc của người tuổi Dậu trong thời điểm sau rằm tháng 11 âm lịch cho thấy rằng vì luôn muốn an toàn nên bản mệnh khó gia tăng tài sản của mình. Có thể bạn hiểu biết nhiều nhưng thiếu hành động nên đã để những điều bạn biết kìm hãm năng lực kiếm tiền của mình. Nguyên lệnh Lâm Tử cho thấy bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, không quyết đoán nên cho dù cơ hội luôn ở đó nhưng bạn không nắm bắt được, để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta giàu còn bạn thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, muốn đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền. Lời khuyên là các con giáp tuổi Dậu nên làm ăn chân chính. Tuy mọi thứ phát triển chậm nhưng sẽ tốt hơn là việc tiền nhanh đến và nhanh đi. Cuối cùng, bạn chẳng thể tích lũy được gì. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh, để không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.